Tấm bằng tốt nghiệp chính quy loại khá đại học luật được chị Hương giữ gìn cẩn thận như một kỷ vật quý, lưu giữ thành tích mà chị đã đạt được trong quá khứ. Cả hai vợ chồng chị cùng tốt nghiệp đại học luật. Khi ra trường, loay hoay mãi chị Hương chẳng thể xin được việc làm phù hợp. Chỉ có chồng chị may mắn hơn kiếm được việc làm đúng ngành học. Khi mình tốt nghiệp xong ấy thì mình cũng đi xin việc ở rất là nhiều nơi. Nhưng mà nó có nhiều lý do cho nên là cũng không thực hiện được cái ước mơ đấy. Thế thì cũng làm rất là nhiều các ngành nghề khác rồi. Mình cũng làm qua vận tải này, rồi đi buôn đi bán các ngành nghề khác. Sau vài năm không tìm được việc làm, vứt bỏ sĩ diện, chị quyết bán bún đậu, mắm tôm, trà đá, cháo sườn, chè đỗ đen chỉ với suy nghĩ ít vốn, dễ làm và đảm bảo cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Vậy là chỉ với quán nhỏ này, nhiều năm qua chị đã nuôi sống cả gia đình. Ngoài ra còn tích lũy được một số vốn kha khá. Hiệu quả thấy rõ từ bán bún đậu. Chồng chị, một luật sư, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, chẳng ngại ngần với bà con lối xóm. Anh cũng sắn tay phục vụ khách giúp chị. Thực ra lúc đầu thì mình cũng lo là vợ vất vả, rồi cũng nhiều thứ đó mình cũng lúc đầu là mình cũng không đồng ý nữa. Nhưng sau đó thì cũng do vợ mình quyết tâm rồi đấy, thì thôi mình cũng ủng hộ thôi. Tôi thấy thì thấy đấy là điều hoàn toàn bình thường mà. Bởi vì là bây giờ xã hội nó cũng mọi thứ đều khó khăn. Nhất là ngành luật thì nó lại càng khó khăn. Nên là mình làm cái gì thì mình làm, nhưng mà đấy đã bỏ sức lao động ra và mình kiếm những đồng tiền chân chính. Quay trở lại câu chuyện năm 2015. Theo thống kê, đã có gần 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Mới thấy, chị Hương vẫn còn may mắn vì có công việc, có thu nhập tốt. Và công việc này hình thành từ việc tích lũy, trau dồi về nghề nấu ăn. Dù chỉ là các món ăn đơn giản, nhưng phù hợp với sở thích của người tiêu dùng. Những câu chuyện cử nhân, thạc sĩ đi làm xe ôm, bán trà đá, kinh doanh hoàn toàn không phải là chuyện hiếm gặp trong xã hội.